Khám phá bộ tộc lùn nhất thế giới có nhiều điều kỳ lạ. Bộ tộc lùn này khiến cho các du khách đến đây du lịch không khỏi hoảng hốt khi đàn ông bình thường cao đến 1m70, nhưng bộ tộc này là một bộ lạc nguyên thủy sống trong rừng lại có chiều cao dưới 1m50. Bộ tộc này chủ yếu sống ở khu vực trung tâm châu Phi. Bộ tộc này có một làn da đen, tóc xoăn, người gầy, bụng to, mũi tẹt. Hầu hết người trưởng thành đều chỉ cao 1m4 đến 1m5. Những yếu tố gây ra tình trạng đặc biệt này là do gen di truyền độc đáo của họ. Một số khác thì cho rằng do điều kiện môi trường sống gây ra tình trạng thiếu canxi ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Người lùn Pygmy tập trung nhiều nhất ở các khu vực rừng nhiệt đới Congo. Ước tính có khoảng 250.000 và 600.000 người lùn Pygmy sống tại đó. Người Pygmy chính là chủ nhân đầu tiên của vùng Trung Phi rộng lớn này. Sự lùn hóa của bộ tộc này cũng là do môi trường sống có mức ánh sáng thấp, thiếu ánh sáng, chế độ dinh dưỡng không đủ sẽ dẫn đến tình trạng không phát triển được chiều cao. Ngoài chiều cao không thể phát triển được thì dân tộc này phát triển rất nhanh về những yếu tố khác. Ở trong độ tuổi từ 8 đến 9 tuổi, đa số chúng ta vẫn ở giai đoạn trẻ con, chưa phát triển thì dân tộc này đã phát triển. Theo đó, trong giai đoạn phát triển này, họ có thể kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, quan niệm của những người này rất hiện đại, họ chung thủy với chế độ một vợ một chồng. Những dân tộc này, họ không bao giờ chặt phá rừng. Họ sống vào các săn bắn hái lượm và phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. Họ không bao giờ bẻ cành tươi mà chỉ nhặt những cành khô về làm củi. Với cách sống phụ thuộc hoàn toàn vào rừng nên người dân này có thể đang có nguy cơ đứng trên bờ tuyệt chủng do rừng đang bị tàn phá nặng nề. Theo đó, quần áo của họ cũng được làm từ lá chuối và lá cọ, đồ trang sức làm bằng xương voi, vỏ bọ cánh cứng và sừng linh dương. Không những vậy, phụ nữ nơi đây còn biết làm đẹp bằng cách ướp hoa quả để thoa lên mặt. Điều kiện của những người trong bộ tộc này rất khó khăn, họ có ngôn ngữ riêng biệt nhưng không hề có chữ viết. Theo đó, chính quyền địa phương cũng ra sức giúp họ nhưng họ lại không muốn đến với thế giới hiện đại khi họ quá quen với cuộc sống ở đây rồi. Khám phá sự thật về các bộ tộc ăn thịt người trên thế giới. Bộ tộc ăn thịt người Korowai, Indonesia. Người Korowai là một dân tộc bản địa cư trú trong những cánh rừng ở cực đông đảo Papua, Indonesia. Họ được coi là bộ tộc ăn thịt người duy nhất còn sót lại trên thế giới cho đến hiện nay. Bộ tộc này chỉ có sống trên cây cao và có lối sống gần như người nguyên thủy, biệt lập với thế giới trong nhiều thế kỷ qua. Đây được coi là một phần chuyện lạ hiếm có khi đã xảy ra với những bộ tộc ăn thịt người này. Bộ tộc này từng có tục săn đầu người và ăn thịt người. Những thành viên bộ tộc có niềm tin bất diệt với ác quỷ, sự chiếm lĩnh, linh hồn và cái chết nên họ vô cùng sợ các thầy phù thủy. Nạn nhân của họ thường là những kẻ thù ở các bộ tộc lần cận bị thương nặng sau những trận chiến. Có khi chính những người trong bộ tộc Korowai cũng có nguy cơ bị giết thịt khi bị nghi là phù thủy. Cho dù ngày nay họ đã tiếp xúc với những nền văn minh hiện đại, nhưng những phong tục này của bộ tộc họ vẫn giữ gìn không để bị mai một. Bộ tộc ăn thịt người Papua New Guinea. Bộ tộc Fo ở miền đông Papua New Guinea tồn tại tách biệt và có rất ít liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ có tục ăn thịt người, đàn ông ăn da, còn phụ nữ và trẻ em ăn não. Người mắc Kuru sẽ trở nên điên loạn, tấn công và cắn xé những người xung quanh. Tộc Fo là một ví dụ điển hình ở người cho thuyết tiến hóa của Darwin. Chỉ cần một chút thay đổi trong gen đã có thể mang lại khả năng đề kháng, chống lại căn bệnh chết người. Đây là một bộ tộc ăn thịt người đáng sợ nhất, khiến cho nhiều người cảm thấy sợ hãi với bộ tộc này. Bộ tộc ăn thịt người ở Indonesia. Họ được biết đến là những người thổ dân rất thân thiện và hiền hòa. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ trong quá khứ đây chính là bộ tộc ăn thịt người đáng sợ và ghê rợn nhất nơi đây. Người Asmat sẵn sàng giết chết người nào xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Khi giết được một kẻ địch, người chiến binh sẽ ăn phần não trộn với gia vị. Các bộ phận khác được nấu chín lên và thưởng thức như thịt của gia súc, gia cầm. Bên cạnh hủ tục này, các chiến binh của bộ tộc Asmat còn thích sưu tầm đầu người.
Những bộ tộc ăn thịt người này rất đáng sợ, tuy nhiên họ cũng không thể làm mai một đi xu hướng của chính họ. Ở hòn đảo kỳ lạ, mọi người được cưới nhau dù là họ hàng. Đi qua Nam Đại Tây Dương mênh mông vô tận, bạn sẽ gặp một hòn đảo kỳ lạ mà chưa được biết đến. Bạn sẽ đi tới đỉnh của một hòn đảo, Drow, núi lửa nhỏ, màu xanh ngọc lục bảo của nơi đây sẽ xen kẽ lốm đốm những ngôi nhà. Hòn đảo này chính là Triton de Cunha. Cộng đồng dân cư Edinburgh of the Seven Seas trên đảo chính là minh chứng cho khả năng phục hồi và sống sót của nhân loại. Đây chính là nơi định cư xa xôi nhất trên trái đất này. Vào năm 1800, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã tìm thấy hòn đảo này và đã lấy tên mình để đặt tên cho nó. Hòn đảo này đã từng bị rất nhiều các quốc gia nhằm nhè nó, muốn cướp nó về tay đất nước mình, nhưng tất cả đều không thành. Từ năm 1816-1908, chỉ có 15 người sống trên đảo, trong đó có 8 nam và 7 nữ. Họ kết hôn với nhau, sinh con đẻ cái. Từ đó, cư dân trên đảo bắt đầu phát triển mạnh. Những người đi săn cá voi, lập các cửa hàng và Triton de Cunha càng ngày càng giống một nền văn minh thực sự. Theo đó, khi mọi thứ bắt đầu diễn ra, cuộc sống trên hòn đảo này lại có rất nhiều khó khăn. Dân cư không được nhất quán, người định cư đến và đi tấp nập. Có những thời điểm hòn đảo ít dân, chỉ có 4 gia đình sinh sống. Càng ngày càng ít tàu thuyền dừng lại nơi đây để tiếp tế vì cuộc nội chiến của Mỹ vào thời điểm đó vẫn đang kéo dài. Hòn đảo này sau đó phải chịu thêm nghịch cảnh khi các thủy thủ muốn lừa tiền bảo hiểm và cố tình thả tàu của họ trên đảo. Những con chuột đến và gặm nhấm chiếc tàu bị bỏ lại này, chúng gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp ở nơi đây. Những con vật này là loài động vật phá hoại mùa màng, đem đến những điều không tốt đến cho ngành nông nghiệp ở nơi đây. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì người dân trên đảo này cũng không chấp nhận thất bại. Họ trở thành những người săn bắn, hái lượm tài tình. Dân tại đây thu trứng và thịt của các loài chim bản địa để bổ sung cho tình trạng thiếu hụt nông nghiệp và thương mại. Những con người trên đảo này đã luôn cố gắng để sinh sống và giữ gìn hòn đảo này cho đến tận bây giờ. Chính vì ở đây khó khăn như vậy, nhưng cuộc sống của họ lại rất yên bình. Vì vậy nên họ không muốn đổi chỗ ở của chính mình mà muốn ở đây mãi trong quãng đời còn lại. Bí ẩn những ngôi mộ kỳ lạ khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Những ngôi mộ này có hình dáng khá kỳ lạ khiến khách tham quan không biết đó có phải là mộ hay không. Có cả những ngôi mộ giống hình cái hồ lô cũng khiến nhiều người giật mình. Những chuyện lạ này không phải là hiếm, tuy nhiên cũng khiến bạn giật mình không ít. Mộ hồ lô. Nằm ở sườn đông của núi Bửu Long có một ngôi chùa mang tên Long Sơn Thạch Động, còn gọi là chùa Hang. Bởi sơ khai, chùa là một hang đá tự nhiên trên lưng rừng núi, ăn sâu vào một tảng đá lớn, miệng rộng 1,3 mét, nhỏ dần vào trong, dạng hàm ếch. Mộ của nhà sáng chế người Pháp. Ngôi mộ của nhà sáng chế người Pháp Charles Piguet và vợ ông tại khu mộ Montparnasse, Paris, Pháp. Không giống các ngôi mộ thông thường, ngôi mộ đặc biệt này có bức tượng độc đáo của hai vợ chồng, trong khi vợ ông nằm thẳng người thư giãn, thì nhà sáng chế lại nằm hơi nghiêng nửa người về phía vợ mình trên giường. Lăng mộ Thành Cát Từ Hãn. Trải qua hàng trăm năm, rất nhiều đoàn thám hiểm, các nhà khảo cổ học, hàng chục ngàn tình nguyện viên đã thực hiện nhiều cuộc hành trình để truy tìm vị trí lăng mộ của vị đại hãn huyền thoại này. Nhưng cho tới ngày nay, lăng mộ của Thành Cát Từ Hãn vẫn là một ẩn số. Theo nhà thám hiểm Marco Polo, khi chôn quan tài của Thành Cát Từ Hãn, những người khiêng quan tài đều bị giết chết. Ngôi mộ được chôn sâu bên dưới, giữa một vùng đất rộng lớn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tất cả những người đào mộ cũng đều bị xử tử. Mộ dưới cây. Dưới chân núi Bửu Long, gần khu vực cổng sau của khu du lịch danh thắng Bửu Long, nếu ai để ý sẽ nhìn thấy một ngôi mộ rất độc đáo và kỳ lạ. Người ta gọi là mà cây vì ngay chính giữa trên ngôi mộ có mọc lên một cây me tây cổ thụ rất lớn. Quan sát ngôi mộ thì đây là mộ hình vuông dựng bằng những thành đá ong rất chắc chắn nhưng đã phủ lớp rêu phong. Còn phía trước có tấm bia đá xanh.
gốc cây me tây dù phình to nhưng không phá vỡ được kết cấu của ngôi mộ. Do tấm bia ngôi mộ cổ đã mờ hết chữ nên không xác định được nhân thân cũng như niên đại mà cây. Ngôi mộ ở khu mộ Pere La Chaise ở Paris. Tại khu mộ Pere La Chaise ở Paris có một ngôi mộ rất đặc biệt của Pernon, một nhạc công kiêm diễn viên. Trước khi qua đời, ông có ước nguyện rằng sẽ mãi mãi được ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình. Nhà điêu khắc đã tạo ra bức tượng Pernon đang cầm đầu của một phụ nữ trên bia mộ của Pernon để hoàn thành tâm nguyện của ông. Yeah.